đúng không? Cái này là cái thức thủy chợ, nó thủy mua mấy chục ngàn nè. Giờ chỉ anh em cái cách để mà kiểm tra thức thủy tuyệt vời là 1 phút 30 giây, biết thức thủy chuẩn hay là thức thủy bị hư. Đó, bây giờ mình để vậy đúng không, mình thấy nó đang nghiêng gì đây, chút xíu nhẹ nè. Đó, nó đang nghiêng nhẹ đây nè, bây giờ quay cái đầu kia lại mà nó vẫn nghiêng như vậy là cái thức thủy này ok nha. Đó, quay lại nè, cái thức thủy này nó bị hư rồi nè. Kiểm tra kỹ đây. Giống nhau đúng không? Mình nhìn cái đầu bên đây nè, cái đầu bên đây nó gần hơn nước bên đây nè, thì quay lại cái đầu bên đây nước vẫn gần hơn, là cái nước ok, nước mình xài được nha. Ok, chỉ điện thoại.